Xin chào các bạn, tôi là Thanh Hà. Sản phẩm hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là những loại trái cây rất sạch, thơm, ngon, ngọt đến từ tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc. Táo Gyeongbuk vốn nổi tiếng với vị ngọt và giòn. Táo của Gyeongsangbuk-do hiện chiếm tới hơn 70% thị trường táo của Hàn Quốc. Tổng công ty Gyeongbuk đang dẫn đầu với xuất khẩu táo Hàn Quốc ra thế giới. Lê Hàn Quốc nổi tiếng có vị ngọt, mát, giòn, thơm và nhiều nước. Tổng công ty Gyeongbuk hiện cũng đang dẫn đầu trong việc xuất khẩu lê Hàn Quốc, đặc biệt tới Mỹ, Đài Loan và Việt Nam. Nho sữa Hàn Quốc quá nổi tiếng về độ giòn, ngon, ngọt và thơm vô cùng. Gyeongsangbuk-do là nơi cung cấp sản lượng nho sữa lớn nhất tại Hàn Quốc. Tổng công ty Gyeongbuk đang đi tiên phong xuất khẩu ra thế giới loại quả này. Dâu tây Gyeongbuk nổi tiếng với vị chua chua, ngọt ngọt, tuyệt hảo. Tổng công ty Gyeongbuk đã và đang cung cấp nhiều loại dâu tây được đóng gói dưới nhiều hình thức và chủng loại khác nhau như Aikaking, Santa, Kumche và Ariang. Gyeongbuk Corporation, tổng công ty thương mại và đầu tư Gyeongbuk dẫn đầu với xuất khẩu nông sản trong số 23 quận huyện, thành phố thuộc tỉnh Gyeongbuk. Môi trường trong lành, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ chênh lệch lớn trong ngày là những yếu tố giúp các loại hoa quả nơi đây có chất lượng cao, giàu dinh dưỡng. Với phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, Gyeongbuk Corporation sẽ mang lại cho người tiêu dùng Việt Nam những trái quả tốt và an toàn cho sức khỏe.